Tại chùa Phật Quang, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vào sáng qua, ngày 22 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 24 tháng 5 năm nhâm dần, môn đồ Pháp Quyến đã trang nghiêm thiết lễ bách nhật trai tuần, cố trưởng lão hòa thượng Thích Huệ Tánh, thành viên Hội đồng Chứng minh, trụ trì chùa Phật Quang và đón nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại Đức Thích Nguyên Minh. Quang Lâm chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Giác Minh, Hòa thượng Thích Giác Sơn, đồng chứng minh ban trị sự, Hòa thượng Thích Minh Nhật, ủy viên hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự, Hòa thượng Thích Ấn Chánh, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban trị sự, sám chủ đàn tràng cùng chư tôn đức phó ban, chư tôn hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni cùng quý Phật tử. Đại diện chính quyền tỉnh có ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Phan Thị Vi Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Đỗ Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Thành Minh, trưởng ban tôn giáo, Thượng tá Huỳnh Hữu Kim, Phó trưởng phòng BA02 Công an tỉnh, cùng đại diện chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể. Cố trưởng lão hòa thượng Thích Huệ Thánh, thế danh Lê Đình Thông, pháp danh Nguyên Đạt, sinh quán tỉnh Quảng Trị, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, trụ trì chùa Phật Quang Phan Thiết, ngày viên tịch ngày 13 tháng 2 nhâm dần, trụ thế 89 năm, 67 hạ lạp. Tại Pháp hội Hòa Thượng Thích Ấn Chánh cùng Ban Kinh Sư đã niệm hương Bạch Phật Cúng Ngọ Cung Tiến Giác Linh. Sau đó tại Giác Linh Đường, Chư Tôn Đức Chứng Minh đã dân hương tưởng niệm cố trưởng lão Hòa Thượng bậc tổng lâm thạch trụ của Phật giáo tỉnh nhà. Tiếp đến, Đại Đức Thích Nguyên Nguyệt Chánh Thư Ký Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phật quan Hòa Thượng Thích Minh Nhật, trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh đã trao quyết định đến Đại Đức Thích Nguyên Minh. Thượng tọa Thích Thông Triêm, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Đại Lao Chiêu Tung Đức Ban chứng minh có đôi lời huấn từ cũng như chúc Đại Đức Tân trụ trì hoàn thành tốt sứ mạng trụ Pháp Vương gia trì như lai tạng.